Phúc lắng động lời Chúa thứ hai tuần thứ 8 thường niên, Marco chương 10 câu 17 tới câu 27. Lời Chúa: Đức Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: Anh chỉ thiếu có một điều là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo tôi. Nghe lời đó, anh ta xa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi vì anh ta có nhiều của cải. Marco chương 10 câu 21 tới câu 22. Câu chuyện minh họa: Một em nhỏ thọt tay vào một chiếc bình cổ nhỏ thật quý giá rồi không thể rút tay ra được. Người ta đã tìm đủ mọi cách nhưng tất cả đều vô hiệu. Cuối cùng, vì tiếc món đồ cổ quý giá là vật kỷ niệm đã được nuôi dưỡng cẩn thận lâu đời để trang trí trong nhà, nhưng cha mẹ của em bé kia cũng đành phải quyết định đập bể chiếc bình. Nhưng trước khi phải đau lòng mà làm công việc này, người cha của đứa bé bảo con: Này con hãy thử lần cuối cùng xem sao. Bây giờ ba bảo con hãy làm theo lời ba nói đây. Con hãy duỗi thẳng những ngón tay của con ra, rồi con chụm những ngón tay đó lại. Sau đó con thử rút ra xem có được không. Ba sẽ phụ con để rút tay con ra. Ông vừa nói với con vừa làm trước mặt con để cho con bắt chước. Nhưng đứa bé trả lời: Thứ ba, con không thể làm như thế được. Vì làm như thế thì những đồng tiền con đang nắm trong tay sẽ rơi mất hết. Suy niệm: Câu trả lời của đứa bé cũng giống như câu trả lời của người thanh niên giàu có trong tin mừng hôm nay. Chúa Giêsu đã hướng anh đến một cách sống đem lại sự sống đời đời. Nhưng vì anh quá bám víu vào của cải nên anh không thể thực hiện được điều Chúa muốn. Nếu một giây phút nào đó, Chúa Giêsu cũng đến nhìn mỗi người chúng ta và muốn mỗi người chúng ta từ bỏ những trở ngại, những ngăn cản làm cho chúng ta không đến gần Chúa được, thì thái độ của chúng ta sẽ ra sao? Hăng hái hay buồn rầu bỏ đi? Chắc chắn Chúa sẽ không bảo chúng ta sống không cần của cải, nhưng Ngài cần chúng ta bỏ đi tính ích kỷ, ý riêng, những hờn quán nhỏ nhen, những tật xấu, để chúng ta có dám bỏ những thứ đó đi theo Chúa mỗi ngày không? Lạy Chúa, xin cho chúng con mạnh dạn đáp lại những đòi hỏi của Chúa, để chúng con xứng đáng là môn đệ đích thực của Chúa.